Miễn phí vé xe buýt cho phụ nữ ngày 8 tháng 3 đó là món quà nhỏ nhưng mà đầy ý nghĩa mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dành tặng cho các chị em trong ngày kỷ niệm dành riêng cho một nửa thế giới sắp tới. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và thích thú của người dân, đặc biệt là những ai gắn bó với loại phương tiện công cộng rất phổ biến này. Sáng nay, nhiều người đi xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh rất bất ngờ khi thấy dán thông báo sẽ miễn vé cho các nữ hành khách vào ngày 8 tháng 3. Theo đó, cứ hành khách là nữ, không phân biệt độ tuổi khi sử dụng xe buýt để đi lại trên tuyến số 03 và 24 tại thành phố Hồ Chí Minh đều được miễn phí trong ngày này. Hai tuyến xe buýt được áp dụng có lộ trình Bến Thành – Thạnh Lộc và bến xe miền Đông – Hóc Môn. Đây cũng là hoạt động nhằm khuyến khích người dân thành phố tích cực sử dụng xe buýt đi làm, đi học nhằm hạn chế tình trạng quá tải, kẹt xe, ô nhiễm không khí đang rất nặng nề. Trước đó, một bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được Sở Giao thông Vận tải tặng 30 vé xe buýt miễn phí vì ông đã sử dụng xe buýt đi làm hơn một năm qua.